ta sắm nhà trên phố, vác tiền bao bô mình đi mua xe hơi. Tết này vui hơn, sẽ chẳng còn cô đơn, thì tiến tới luôn để không còn từng đơn phương. Cái xóm gì nhì nhô, nhiều chuyện cho cô, đầu đường cuối xóm nói ra nói vô. Nhưng điều may mắn từ trên trời rơi xuống, nó cứ nhào vô né ra có kịp đâu. Thôi quét dọn nhà cửa rồi ta ăn Tết đi thôi, gác lại chuyện cũ để ta ăn Tết cho vui, quên hết đi bao chuyện rắc rối. Tết Tết này xuân túc họ hàng cô bác xa gần, chẳng buồn năm ngoái dần đèn cứ bám lấy thân. Ôi năm nay nhà ta ăn Tết cứ răng răng. Thôi quét dọn nhà cửa rồi ta ăn Tết đi thôi, gác lại chuyện cũ để ta ăn Tết cho vui, quên hết đi bao chuyện rắc rối. Tết Tết này xuân túc họ hàng cô bác xa gần, chẳng buồn năm ngoái dần đèn cứ bám lấy thân. Ôi năm nay nhà ta ăn Tết răng. Ôi năm nay nhà ta ăn Tết cứ răng răng. Giờ này khuya lắc khuya lơ, tao dọn hàng chuẩn bị đi ngủ không? Mày vô đây chi vậy? Trời ơi, con nhức đầu quá vậy Năm ơi. Ở nhà con chịu không nổi, con phải trốn qua đây nè. Trốn ai? Bà con cô bác ở đâu dưới quê xa xôi gì đó, đại bác bắn mấy chục phát không tới nữa. Qua kêu con cho mượn tiền, kêu giúp đỡ. Mà con nó quen có biết gì đâu. Rồi cái không cho, cái xài xẻ vợ chồng con, chửi vợ chồng con nữa chứ. Hết dễ sợ, qua đây con trốn rồi nè. Đó, nè, tới đây nè. Rồi tới mấy cái vụ này nè. Alo, ba T nghe. Đúng, tôi không có mua đất nền gì đó nha, không có mua nha. Tôi đang còn miếng đất bề ngang 1 mét, bề dài 2 mét, anh mua không? Tôi bán lại cho anh cho hả, để dành chôn gia đình anh đi. Không có mua được gọi nữa nha. Đó gì chán dễ sợ luôn á, công ty đất nền gì đó gọi cho con hoài luôn. Cho con ly cà phê đi vậy Năm. Nè nó tới đây nè, đó nữa nè. Alo, tôi đâu có chơi điện tử đâu mà kêu tôi, gọi tôi làm cái gì? Mà cái điện tử đó là cái gì? Trời ơi, tôi là nông dân mà tôi đâu có biết chứng khoán gì đâu. Vậy nha, chào nha. Rồi. Trời ơi, mệt mỏi ghê gì Năm. Nó gọi từ sáng đến chiều không một phút giây nào ngưng nghỉ. Mà không biết sao nó có số điện thoại của con nữa. Nghề nghiệp của nó mà. Nè, nó tới nữa nè. Alo, tôi nói không có nhu cầu dây vô. Vậy nha. Thôi mày đừng có nghe nữa. Tắt nguồn luôn. Đó, xong luôn. Trời, đi. Xong luôn. Mệt quá mệt. Uống lẹ cho tôi đi ngủ ông nội. Sao gì Năm tuyệt tình như gì Năm. Qua đây con trốn mà, gì Năm cho ngồi xíu nha, để cho thảnh thơi đầu óc nha. Nghiệp. Mặt buồn so như con chuột ủ vậy? Em lo quá. Lo gì? Nói anh nghe coi. Bây giờ mình có tiền rồi, mà không lẽ Tết này mình phải ăn Tết trong ngôi nhà cũ kỹ thì sao anh? Em yên tâm đi, anh mới được bên nhà đất Hùng Thuận tư vấn cho một căn nhà của anh hùng giao thông cần sang lại, vừa đẹp mà giá tốt nữa. Thiệt hả anh? Ừ, ngày mai anh đưa em đi coi nha. Dạ. Còn thiếu gì không ta? Chắc đủ rồi.
Dì Năm ơi, dì Năm. Dì Năm. Ủa có. Dạ. Đi đâu đây? Có đâu, đi đâu đâu. Rảnh quá đi vòng vòng chơi thôi à. Ngồi chơi. Dạ. Uống gì không? Dạ. Lát cho con đi nước cam nha. Dì Năm. Sáng giờ con Sang nó có qua dì Năm chơi không? Kiếm nó chi vậy? Dạ đâu có chi đâu, tiện thể hỏi thôi à. Nhớ nó chứ gì. Bay cúng kính hết chưa? Ủa, cúng gì vậy Năm? Trời đất ơi, bữa nay 25 rồi, cúng đưa ông bà chứ cúng gì. Thôi chết rồi, con quên rồi. Bây giờ lỡ quên rồi mình khỏi cúng được không vậy Năm? Không có được. Phong tục cúng đưa ông bà mỗi dịp Tết bao đời nay rồi. Cái đó thể hiện lòng biết ơn tổ tiên, hiểu chưa? Đây là đạo lý sâu xa của dân tộc về giáo dục chữ hiếu đó con. Không cúng là không có được. Trời ơi, vậy mà con quên mất tiêu luôn. Con thiệt bậy hết sức vậy đó. Vợ chồng tụi bay từ ngày trúng số quên nhiều thứ lắm. Cái chuyện quan trọng cúng kính mỗi dịp Tết mà cũng quên được hay thiệt. Thôi bây giờ về lo cúng đi, còn kịp đó. Dạ dạ. Vậy vậy con về nha dì Năm. Dạ. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam, người đi dù xa lưu nhớ. Anh ơi! Cái gì vậy? Thôi chết rồi. Sao vậy em? Hôm nay 25 rồi. 25 thì sao? Là mình phải cúng ông bà chứ sao? Hả? Rồi giờ sao? Thì bây giờ anh chở em ra chợ mua đồ về cúng cho lẹ chứ sao? Ở trưa rồi, khỏi cúng đi em. Ý đâu có được. Không cúng thì ông bà ăn bằng cái gì? Thì chút mình ăn cơm trưa đó, cái mình mời ông bà về ăn chung. Vậy cũng được nữa hả? Ừ. Quan trọng á là tấm lòng thôi. Ông bà tổ tiên hiểu mình mà. Em sợ ông bà quở trách đó. Không có quở đâu. Năm nào mình cũng cúng. Năm nay mình quên có một năm mà, có sao đâu. Anh nghĩ á, chắc ông bà hiểu mà. Vậy khỏi cúng hả? Khỏi cúng đi. Anh nói đó nha, có gì là anh chịu trách nhiệm đó. Anh chịu trách nhiệm cho. Ba. 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 Ba mới về hả ba? Con nhớ ba. Ủa gì vậy? Tao về tao hỏi tội mày nè. Con tội gì vậy ba? Quỳ gối lên. Tao hỏi mày, một năm á mày cúng cho tao một ngày, tại sao mà không cúng? Chết cha. Dạ con quên. Thôi năm sau con cúng bù cho ba hai lần nha bác. Đồ bất hiếu. Hôm nay tao về tao giải cho bài học nè. Thôi mà ba. Nằm xuống. Đừng mà ba. Tao hiểu mày, nằm xuống. Dạ 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 dạ. Tao đặt mày tên gì? Dạ Nguyễn Văn Ba Ba. Như vậy là tao đánh mày 33 cây. Hả? Đồ bất hiếu. Đồ bất hiếu. Đồ bất hiếu. Đồ bất hiếu. Ba ơi con xin lỗi ba. Anh ơi. Ba ơi. Ba ơi con anh xin ơi. Lỗi ba. Anh con ơi. Xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh ơi. Anh tỉnh dậy. Anh bị sao vậy? Sao mà lại sùm vậy hả? Anh mơ thấy cái gì? Ủa anh nói gì vậy? Anh nói cái gì mà con xin lỗi, con xin lỗi vậy đó. Anh xin lỗi ai? Rồi em ơi, anh nằm mơ thấy ba. Anh mơ thấy ba hả? Ừ. Rồi ba nói gì? Ba về ba đánh anh.
Sao ba đánh anh? Ba là anh bất hiếu, không có gì cúng ba với cúng ông bà. Ba đánh anh quá trời luôn. Em ghê vậy? Em, hay bây giờ mình đi chợ đi em. Đi. Trời ơi, giờ này chợ đóng cửa rồi sao đi? Thôi để mai đi. Ngày mai mình đi mua đồ về mình cúng ba nha em. Ghê vậy hả? Ba ơi, con xin lỗi ba. Con xin lỗi ba nha ba. Hôm nay mình cúng xong rồi, chắc là tía không có còn quở trách mình nữa đâu ha. Nhưng mà em nhớ luôn cái ngày này lại nghe chưa? Năm sau không được quên đâu đó. Em biết rồi. À anh, hôm nay mình cúng vậy đồng thời cũng là ăn tân gia. Em định mời ba má với là má anh và bạn bè của anh qua chơi. Anh thấy được không? Nếu bạn bè anh thì chỉ có vợ chồng ông Được, thằng Hết, Sang, dì Năm nữa hết rồi. Em cũng sẽ mời thêm vài bà bạn của em nữa. Hôm nay á em muốn mời bạn bè rồi bà con dòng họ qua đây nhiều nhiều để cho họ thấy cơ ngơi của mình hoành tráng, để còn ngưỡng mộ mình nữa chứ. Với anh tính như vậy nè. Anh thấy mộ ông bà xây cũng đã lâu rồi, giờ vợ chồng mình có tiền, anh muốn sửa sang lại cho nó khang trang một chút. Anh cứ làm đi, em không có ý kiến. Ai vậy má? Ông này là người Hàn Quốc, tên là Chơi Song Dông. Cái tên nghe mất cảm tình quá má. Chơi xong dông, không có miếng hậu nào luôn. Cái tên người ta vậy mà, tôi kệ đi. Quan trọng là con thấy sao? Thấy già. Già gì? Lớn hơn con có 20 tuổi chứ nhiêu. Vậy là sao má? Thì ổng muốn cưới vợ, người ta tính làm mai mối cho con đó. Cái gì? Trời ơi, nó làm cái gì mà tôi cũng quản hồn vậy trời. Má nói mới làm con hết hồn á. Ôi, má ơi, má nghĩ sao mà má kêu con cưới ông này? Ông đẻ con ra còn được đó má. Mày không có biết cái gì hết trơn á. Người ta thường nói chồng già vợ trẻ là tiên. Con thấy giống điên mới đúng á. Nhưng mà ông này ông giàu lắm luôn á. Ổng đang làm giám đốc công ty gì đó. Con mà lấy ổng á là con sung sướng tấm thân luôn á. Vậy ra má muốn con lấy chồng giàu là để con lo cho má đúng không? Trời ơi, tao cực khổ tao nuôi mày cho tới bây giờ không lớn, kiếm cái chỗ ngon cho mày mà bây giờ mày nói chuyện với tao như vậy là hả? Tại má cứ ép con làm chi, con đâu muốn đâu. Không nói nhiều nữa, ngày mốt quá người ta qua đây á coi mắt đó, tự mà liệu đi. Má, con không có đi đâu. Phải đi. Má, nhưng mà lần này á đừng có hòng dở trò như lần trước nha. Tao sẽ đi theo mày.
Má, phải làm sao đây? Sang. À, đâu có gì đâu. Nãy giờ em qua đây á, em không nói chuyện gì hết trơn. Bộ có chuyện gì hả? Đâu có. Đừng giấu anh, nói đi. Đã nói là không có mà. Anh không tin đâu. Anh nè. Ừ. Tại sao anh yêu em vậy? Ờ, thì yêu là yêu thôi. Anh cũng đâu biết đâu. Còn em, sao lại yêu anh? Em cũng thừa biết á, là anh nghèo hơn tất cả những thằng con trai trong xóm mình mà. Thì em cũng giống như anh đó. Yêu là yêu thôi. Nhưng mà em tin anh sẽ thành công. Ba mẹ anh cũng vì làm lụng vất vả nên lần lượt từng người ra đi. Tới anh cũng không khá hơn gì là mấy. Nếu mà quen anh, em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Vậy chứ ba má em cũng đâu có khá giả gì hơn đâu. Cho nên ba má mới muốn em lấy chồng giàu để em được đổi đời. Mà em tin, muốn làm giàu còn có nhiều cách nữa. Không phải nhất thiết cứ là phải lấy chồng giàu. Em yên tâm, anh sẽ cố gắng hết sức cho tương lai của hai đứa mình. Anh sẽ cho em một cuộc sống sung sướng. Em sẽ chờ. Ừ. Ủa? Ủa? Gì vậy? Xe dở trứng nữa vậy ta? Ủa? Xe bị gì vậy anh? Không biết nữa, hôm qua còn chạy ngon lành mà. Kiểu này á, em đi bộ còn nhanh hơn á. Vậy thôi, em lên em đẩy thử coi. Trời, nghĩ sao vậy? Em đang bận áo đầm mà anh kêu em đẩy xe. Ờ ha. Thì thôi, để anh dẫn ra tiệm cho nó sửa. Ừ. Mà cái xe này em thấy tới tuổi dữ lắm rồi. Anh bán luôn cho rồi đi. Ờ, mình bán đi. Mình mua xe SH. Anh thấy giờ người ta chạy SH nhiều lắm á. Nghĩ sao mà mua xe hai bánh nữa? Bây giờ có mua thì mình phải mua xe bốn bánh chứ. Xe hơi hả? Ừ. Nhưng mà anh chưa có bằng lái. Thì mình mua xe trước, rồi từ từ mình lấy bằng lái sao? Bây giờ mình có tiền rồi, mình mướn tài xế lái cũng được mà anh. Ờ ha, cũng được á. Mình mà mua xe hơi á, là cả xóm này nể mình lắm. Xóm này đâu có ai có xe hơi đâu. Chứ còn gì nữa. Lúc đó hả, em sẽ đi chợ bằng xe hơi nè. Còn anh á, sẽ đi uống cà phê bằng xe hơi. Yeah. Rồi chiều chiều, hai vợ chồng mình đi dạo bằng xe hơi luôn. Uống cà phê đi mày. Ủa sao anh chủ em ra cà phê rồi ba Hơn đâu? Ba Hơn nãy gọi nó tính tới. Cái anh vợ nó gọi giật về đi công chuyện gì rồi. Ừ. Hai vợ chồng bận rộn vậy hả? Chứ làm sao, người ta bây giờ thành đại gia rồi. Mà đại gia thì có nhiều chuyện để lo lắm, mày hiểu không? À. Ủa, mà anh em mình đâu phải đại gia đâu, cũng tối mặt tối mày mà. Ừ, thì người ta là đại gia là người ta lo xài tiền. Còn hai đứa mình á là tiểu gia thì phải lo kiếm tiền. Ờ ha. Tết này tiền vô ta sắm nhà trên phố, giác tiền bao bô mình đi mua xe hơi.
Tết này vui hơn, sẽ chẳng còn cô đơn, thì tiến tới luôn để không còn từng đơn phương. Cái sớm thì nhô nhiều kiện cho cô, đầu đường quy sớm nó ra nói vô. Nhưng điều may mắn có gì đâu trời nó cứ nhào vô né ra có kịp đâu. Thôi quét dọn nhà cửa rồi ta ăn Tết đi thôi, gác lại chuyện cũ để ta ăn Tết cho vui, quên hết đi bao chuyện rắc rối. Chào gì năm Tết, Tết này sung túc họ hàng cô bác xa gần, chẳng buồn năm ngoái giận được bám lấy thân. Ôi năm nay nhà ta ăn Tết cứ răng răng. Hai đứa bay đi uống cà phê mà bắt taxi đi luôn. Dì Năm, mà phải bắt taxi màu đỏ như hai bộ đồ mới chịu ha. Dì Năm nghĩ sao mà tụi con đi taxi? Đó, chiếc xe taxi đỏ mà bây giờ người ta đi taxi công nghệ đó. Đó. Gì vậy? Thằng này làm gì cười miết vậy ta? Gì vậy con? Xe con mới mua đó dì Năm. Hả? Dạ. Trời ơi, mua xe luôn. Dạ. Bảnh dữ vậy. Tụi con qua khoe với dì Năm một chút vậy thôi. Bây giờ tụi con phải qua bên nhà ba má con rồi. Dạ, con đi dì Năm ơi. Dạ. Con đi với dì Năm. Đi em. Nè, 3 triệu đó chị đếm lại đi. Đủ rồi. Tôi á là tôi nể chị Oanh thôi á, tôi mới cho chị mượn, chứ tôi đâu có biết chị là ai đâu. Em yên tâm đi, chị ở kế bên nhà Oanh mà, hai chị em thân nhau lắm. Mà nè, 1 triệu á người ta cho góp tới 80 lần đó, còn tôi á tôi cho góp có 50 thôi à. Chị nhớ trả góp đúng hẹn đó nghe. Chị biết rồi. Bà Sáu 5 triệu, con Oanh 10 triệu, ông Chín 7 triệu, chị Bé 3 triệu, thằng Bách 5 triệu. Em. Hả? Em làm gì vậy? À, em ghi mấy cái người mà nợ mình nè. Em ghi cả vốn lẫn lãi luôn, để mai mốt có gì á mình đưa sổ sách ra mình nói chuyện cho dễ, không công gây lộn. Cái gì? Em cho vay á hả? Ừ. Được cũng vậy, nhà nước ta cấm đó nghe. Trời, em cho vay không bằng một gốc của mấy ông ở xóm trên. Em vay lãi có chút xíu à, lãi còn ít hơn ngân hàng nữa. Ai mà cấm, ai mà bắt. À, em nhắc vụ tiền mới nhớ. À, anh có hứa cho thằng được gì hết, mượn mỗi thằng 100 triệu mừng ăn. Cái gì? 100 triệu? Ờ, anh em nhau mà, mình có tiền thì mình phải giúp nó chứ. Không được. Ủa sao vậy? Anh tưởng trúng nhiêu đó nhiều lắm hả? Thì mình trúng nhiều mà. Trời đất ơi, anh tính kỹ lại đi. Đóng thuế không á là còn có 5 tỷ mấy à. Lớp á thì mua nhà, mua xe. Lớp thì cho nội ngoại hai bên. Lớp thì để dành, lớp thì để mần ăn. Còn bao nhiêu nữa đâu? Thì có nhiêu mình xài nhiêu thôi. Không có được mà. Nhưng mà anh lỡ hứa rồi. Hứa thì có thể rút lại lời hứa được. Sao được? Làm người ai làm vậy em? Không làm vậy sao làm người? Nếu mà anh khó xử quá thì anh kêu hai người đó qua đây, mình cho mỗi người một chút đỉnh tiền. Chứ 100 triệu nhiều lắm, không có được đâu. Em làm vậy thì anh khó quá luôn á. Nếu mà anh thấy khó nói á thì để em nói cho. Thôi để anh tự nói cho. Tết nay anh không thèm kẹo mứt, vì đã có mùi em
thơm ngon thừa sen hồng. Tết nay anh cùng chàng đi chơi, cine hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu. Hay quá, được ơi. Mà nãy giờ là em thấy anh vui vẻ, anh hát hoài luôn anh được. Tết nhất là phải vui thôi. Rồi, biết rồi. Nhìn mặt là biết rồi. Nhà anh năm nay là ha vui nhất xóm mình luôn á. Sắm sửa đủ thứ hết trơn á. Quá trời quá đất. Thì cũng nhờ tiền nước ngoài gửi về thôi mẹ ơi. Anh sướng rồi. Nhà có người nước ngoài, chứ em có ai đâu. Bà con bên bả đâu phải bà con bên nhà tao đâu. Thì bên nào cũng được. Có hơn không. Mà tánh tao á là không có dựa dẫm. Người ta nhớ, người ta cho thì tao cảm ơn, chứ tao không có xin xỏ. Mà tao suy nghĩ vậy nè, tao mong sao á ông trời cũng cho mưa thuận gió hòa, để cho nông dân mình bớt khổ. Năm nay kỳ cục thiệt. Hết thiên tai rồi dịch bệnh, lũ lụt. Nhìn bà con mất trắng, xót ghê anh được. Alo, tao nghe nè. Nó ngồi kế bên tao nè. À, vậy hả? Rồi 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 rồi, qua liền qua liền. Có ai nhìn được? Ba Hơn gọi. Ba Hơn gọi làm chi? Thì nó nói qua nhà nó, tao nói ngồi kế mày nó rủ qua luôn. Qua chi gấp nhìn được? Không biết. Ê, có khi nào là vụ 100 triệu không? Giảm lắm á. Ê, thôi, đi qua gấp đi. Ừ, mẹ tao nói đúng không? Thằng Ba Hơn nó nói là nó giữ lời mà. Vậy mới là anh em chứ. Ghi sổ vậy Nam ơi. Đi đi, lẹ 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 lên. Uống nước dạ. À, để em. À, được mày ơi, khách sáo quá. Để em, đại gia Ba Hơn là phải có người phục vụ chứ. Ê, phục vụ anh được luôn. Rồi, cảm ơn. Vô. Trà ngon. Tao gửi hai tụi bay. Để đây. Đó. Mỗi thằng 5 triệu. Vậy là sao Ba Hơn? Thì cái tiền này là tiền tao trúng số, tao chia với anh em xài. Sao bữa mày nói khác giờ khác? Ừ, hôm bữa anh nói anh trúng số, anh cho em với anh Được mượn mỗi người 100 triệu lấy vốn mà ngăn. Bộ anh quên hả anh Ba Hơn? Hai tụi mày thông cảm cho tao đi. Tại tính tới tính lui á, tao không còn nhiều hết. Thay vì tao cho tụi mày mượn mỗi thằng 100 triệu thì giờ tao cho tụi mày người 5 triệu xài xong khỏi trả tao. Tụi tôi đâu cần cho tiền đâu Ba Hơn. Mày coi tụi tao là gì hả Ba Hơn? Với lại mày đâu phải con nít đâu, mày hứa đã mày nuốt lời. Ừ thì tao cũng đâu có muốn đâu. Tại vì tao còn nhiều khoản phải chi lắm luôn á. Nè, vậy thôi anh giữ tiền lại đi. Anh muốn chi gì anh chi, tụi này không cần đâu. Ba Hơn, tụi tao nghèo thiệt á, nhưng mà không phải tới đây để xin xỏ mày đâu. Em nói thiệt luôn á, đó giờ ba anh em mình chơi chung với nhau vì cái tình cái nghĩa. Anh giúp em với anh Được á thì tụi em cảm ơn, anh không giúp á thì thôi. Hay giờ vậy đi, tao hứa sau khi mà tao tính toán xong rồi đó, tao cho tụi mày mượn mỗi thằng 100 triệu vậy nha. Tao không cần đâu, anh cứ giữ gì anh chi thì anh chi đi. Cùng lắm á tụi tôi đang ngân hàng tụi dây vốn thôi. Đúng, qua Tết tụi tao sẽ làm đơn xin dây vốn, còn tiền của mày á mày giữ lấy đi, tụi tao không lấy đâu. Mày giận tao hả? Không dám. Tiền của anh á thì anh giữ đi. Tụi này có lại gì đâu dám giận. Nói gì nữa mà nói. Hết. Về. Đấy. Được. Hết.
không ngờ đối xử với mình như vậy. Nó làm bỉ mặt hai đứa mình mà. Em nghĩ anh không có ý đó đâu. Nó mới đưa mình 5 triệu đó. 5 triệu hả? Nó làm vậy cho đỡ mắc cỡ thôi. Vậy là coi như xong. Cứ tưởng lần này có vốn mừng ăn. Công tên mình nói tốt cho nó, giờ nó trở mặt như trở bàn tay vậy. Bởi vì ông bà mình nói đúng mà. Giao đổi bạn, sang đổi vợ. Uổng công mình coi nó là anh em. Hết. Dạ. Cái gì? Anh kêu em. Kêu mẹ nào? Kêu hết. Ơi, tao nói hết là tình nghĩa anh em của mình với thằng Ba Hơn là hết rồi. Vậy giờ anh tính sao? Tính gì nữa? Giờ hai đứa mình tự thân vận động thôi. Giờ em không biết nói sao với Sang nữa. Hôm qua mới nói có tiền ra riêng em cưới Sang, mà kiểu này chắc hẹn thêm năm nữa quá. Thôi, đừng có buồn nữa, đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ á, mình lo bằng ăn đi. Rồi có ngày á, mình sẽ giàu thôi. Ông trời có mắt mà, mình không có khổ hoài đâu. Đúng rồi. Người ta hay nói, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Chính xác. Mà sao đời em đời thứ tư rồi mà vẫn còn khổ vậy anh được? Quán xá riết không còn người khách nào hết trơn. Còn cá gì là ruồi không, còn thú vật không. Sắp tới Tết rồi, không phải ai cũng rảnh mà đi vô uống cà phê cà pháo. Chỉ có mấy cái thằng hồi nãy á, nó rảnh nó đi kiếm chuyện nó phá thôi. Tại nó không biết em là bạn gái anh. Chứ nó mà biết em là bạn gái anh rồi đó, tổ cha nó không dám đụng cộng tóc của em nữa. Anh bóp mũi, anh mỉa ngủ, anh dặn đầu. Thôi, anh khỏi nói mấy chuyện đó nữa. Tôi đang quá chán rồi nè. Làm ăn mỗi năm mỗi khác. Năm nay cái gì cũng thất bát hết trơn hết á. Đại gia giờ này người ta cũng ở nhà hết rồi, không có ai đi chơi hết. Coi như nhịn chơi luôn đó. Không có nhịn được đâu. Đàn ông mà không có ai nhịn cái điều đó lâu được hết trơn á. Bảo đảm vài bữa nữa rồi cũng qua kiếm em thôi à. Hy vọng là như vậy. Chứ nếu không á, tôi danh chết đói cả đám. Nói cái gì nghe xui vậy. Nè, bữa hổm mình nghe con Thủy với lại em đi lên thầy xin bùa xin phép gì đó. Sao rồi? Có xin rồi. Xin rồi mà sao vẫn ế vậy? Bộ xin lộn bùa hả? Thì ổng xin bùa phép gì vô cái chai dầu thơm á. Rồi ổng kêu tụi em về nhà mỗi ngày xịt 3-4 bận gì đó, cho khách khứa đồ người ta bu vô. Mà xịt quá trời có thấy ma nào bu đâu. Vậy là gặp thầy giỡn là cái chắc. Để tôi xịt thêm vài bữa nữa coi làm sao. Nếu mà giỡn mà cả chớn á, tôi lên tôi lật mặt á, chứ ở đó mà yên với tôi à. Biết rồi, nhưng mà ta đó. Hello. Biết rồi. Yên tâm đi. Thôi nghe. Em à, cái chuyện anh muốn nói với em là như vậy. Mượn tiền đúng không? Không có xu nào đâu, khỏi mượn. Sao biết hay như vậy? Trời ơi, chưa nói ra em đã biết rồi. Em mới đi làm thầy mới đúng á. Tôi quá rành anh rồi, anh còn gì phải nói nữa. Thì bây giờ á, cho anh mượn đỡ đi, rồi có tiền anh trả lại cho. Hôm nay bày đặt có chữ mượn nữa hả? Rồi chừng nào trả? Hiện tại bây giờ đúng ra là anh không có tiền, nhưng mà khi mà anh có tiền rồi anh sẽ trả cho em mà, nhất quyết vậy. Nhưng mà rất tiếc là anh không bao giờ có tiền, nên cái đường cái cửa mà trả cho tôi là không có. Còn cái mạng nè, lấy được lấy luôn đi, đụng tới tiền. Lại nhìn căng thẳng với anh như vậy, lại nhìn gắt gao với anh như vậy hả? Chứ anh không nhìn thấy bữa giờ tôi ế chảy ra luôn hả? Tôi đâu phải là cái máy ATM, đụng là anh rút.
Anh đâu có phải coi em là cái máy ATM của anh đâu. Trời ơi, nó dùng từ gì nặng vậy? Chải chải gì làm như chải nước vậy? Anh coi em là thần tài của anh thôi. Thần tài để mà sửa may mắn cho anh vậy mà. Đúng, may mắn của tôi đem hết cho anh rồi đó. Bây giờ tôi xui xẻo đến như vậy nè. Tôi giống như là một cái đứa mà hết thời lỡ thời vậy đó. Trời ơi, đừng có nói như vậy. Em là em còn xinh đẹp lắm. Trời ơi, anh nhìn nó còn thôi, khoái thôi, mà. Thôi, anh nín cái miệng anh lại đi. Tôi quá sợ anh rồi. Tôi quá xui rồi, bây giờ tôi phải tìm cái chỗ nào mà tôi đốt phong long á, tôi đốt cho nó bớt xui, nhất là tôi đốt anh á. Cuộc đời người ta mong gặp được đại gia, còn tôi toàn gặp đại nạn. Mà đại nạn lớn nhất á là gặp anh đó. Biết đập bàn đâu, không biết đập bàn hả? Cô mà không cung cấp tiền cho tôi đại náo nãy giờ rồi đó. Giận à. Rồi. Thái độ của họ sao? Ngạc nhiên, hoang mang và giận. Giận thì chịu chứ biết làm sao giờ. Anh nói thẳng quá. Chắc hai thằng đó nó buồn lắm. Buồn thì cũng phải nói thẳng. Chứ số tiền lớn vậy sao mà cho mượn được. Cho 5 triệu là quá lắm rồi. Nè, tụi con không có lấy. Sao vậy? Bộ chê ít hả? Không phải chê ít, mà tụi nó tự ái. Cho tiền mà tự ái? Mình hứa cho mỗi thằng mượn 100 triệu để làm ăn, xong rồi mình không cho, rồi bây giờ cho người ta mỗi đứa 5 triệu. Ai không tự ái, người ta tưởng mình bố thí đó. Ai mà bố thí tới 5 triệu lận? Thử bố thí em 5 triệu coi, em lấy liền. Đâu phải ai cũng giống như em đâu. Nè, anh nói vậy là sao? Em thấy tiền là em sáng mắt đúng không? Ủa, thấy tiền không sáng mắt, thấy gì sáng mắt? Em mệt quá, không muốn nói chuyện với anh nữa. Muốn nghĩ sao nghĩ, muốn làm gì làm đi. Chiếu tướng. Chiếu tướng. Trọng. Trọng sĩ phải không? Được. Vô. Hết. Quýnh cần hả? Tao quýnh với. Ờ, quên nữa hết. Tới giờ về chở chị mày đi chợ rồi. Thôi về trước nha. Chưa xong mà. Ủa. Được. Thôi nó về nó chở vợ đi chợ rồi. Tao mày quýnh. Chơi gì cũng được hết á. Ờ quên. Có hẹn với Sang. Về. Hết. Ba tụi bay giận nhau hả? Kệ tao. Mất mớ gì tới mày. Cho ăn ly cà phê gì Năm. Ừ. Đây có cà phê rồi nha gì Năm. Đừng có xạo. Tao nhìn cái thái độ của thằng Được cái thằng Hết là tao biết nó đang giận mày rồi. Nó nghỉ chơi mày luôn rồi đúng không? Chuyện của tao mắc mớ gì tới mày? Quan tâm chút xíu mày làm gì dữ vậy? Từ ngày thành đại gia rồi mày khác quá luôn ha. Đại gia gì? Sắp gặp đại nạn rồi đây nè. Đại nạn hả? Nghe mày nói mà tao thương mày ghê. Mày đừng nói kiếm thầy phong thủy cho tao nữa nha. Không phải, tao biết tao làm gì là tao sai quá sai rồi. Nên thật sự tao có lỗi với mày. Hôm nay tao chỉ muốn gặp mày. À, không kêu mày tao nữa. Tôi muốn xin lỗi ông. Trời ơi, hôm nay mày lạ quá à nha. Không có lạ gì hết á. Thiệt tình trong lòng tôi muốn vậy mà. Người ta thường nói sông có lúc, người có khúc. Ê, ê. Tao ghét ai nói tao khúc này khúc nọ lắm nha. Ai mà nói bà, lo pha cà phê đi, nhiều chuyện. Nói chứ, tức là tao không có văn chương gì trong đầu hết trơn á. Tức là bây giờ tao sai quá sai rồi.
mày cho tao một cơ hội tao sửa sai đi. Ôi bá ơi, hôm nay mày nói chuyện á, tao cảm giác là không phải là mày luôn á, lạ lắm. Không là tao đó, mày cũng tin tao thề với mày. Tao nói chuyện mày mà tao buồn, tao muốn rớt nước mắt luôn. Tao thấy sao mà sớm láng giềng mà không có quề nhau, mà cứ căng thẳng với nhau hoài làm gì không biết, buồn lắm. Thôi mày nói vậy thôi, hàng xóm láng giềng tao bỏ qua cho mày đó mày. Đàn ông là phải vậy, đàn ông là phải nói một là một, phải thẳng thắn như vậy tao mới thích. Ừ thôi không còn gì hết, tao đi ạ. Ê ê ê, gì vậy? Cà phê nè, cà phê dạ. Không dạ, có cà phê. Dạ cảm ơn chị Năm. Trong kia đi xéo sắc. À, để chứng minh cái lòng thành của tao, tao sẽ dắt mày đi uống cà phê bao bao. Thôi tao uống cà phê đi quen rồi mày ơi. Tao nói là dắt mày đi mà, tao đi chỗ khác đó, đừng uống cà phê đây nữa, chỗ này vui hơn. Ê, tao không uống vô mấy cà phê mà hả, trá hình rồi vô đánh bài đánh bạc rồi đá gà đâu nha mày. Đi đi, chỗ này bảo đảm vui luôn. Vui không? Ở đâu? Đi thì biết, phải đi dở lắm. Buồn mày cứ kiếm thằng ba này nha, bảo đảm với mày luôn, tao dắt mày đi chơi một cái thôi là mát trời ông địa. Gì vậy? Như chỗ này vậy? Không có gì đâu. Đó hay chưa, bạn bè đâu không đang ngồi đó đó. Có gì đâu, ơi chút xíu tới nha. Đó, tới chỗ rồi đó, vô đi. Ở đây hả? Chỗ này ví dụ nào? Thôi tôi đi về mày. Ê mày điên hả? Tới nơi rồi mà còn về chi mày? Ở đây là chỗ ấy mà. Chỗ ấy là sao? Vô chơi đi. Ui, vợ tôi biết, vợ tôi cạo đầu tôi chết. Nè, tôi nói mày nghe. Mặc dù ở đây là chỗ ấy, đúng rồi, nhưng yên tâm đi, không ai dám ấy mày đâu. Thôi tao đi về. Thôi chơi đi mà. Nè, tao con nhỏ này dễ thương lắm, mới làm mai với mày. Ây da. Cái ông ba hơn này á, đi đâu chưa về không biết nữa. Kêu chở mình đi chợ, thử cho đã, rồi đi đâu tới giờ không biết. Làm xách hai cái vỏ nặng muốn chết, muốn gãy hai cái tay luôn vậy đó. Tết này tiền vô ta sắm nhà trên phố, giác tiền bao bô mà đi mua xe hơi. Tết này vui hơn sẽ chẳng còn cô đơn, thì tiến tới luôn để không còn từng đơn phương. Cái xóm gì nhì nhô nhiều chuyện cho cô, đầu đường cuối xóm nói ra nói vô. Nhưng điều may mắn từ trên trời rơi xuống, nó cứ nhào vô né ra có kịp đâu. Thôi quét dọn nhà cửa rồi ta ăn Tết đi thôi, gác lại chuyện cũ để ta ăn Tết cho vui, quên hết đi bao chuyện rắc rối. Tết này xuân túc họ hàng cô bác xa gần, chẳng buồn năm ngoái dần đèn cứ bám lấy thân. Ôi năm nay nhà ta ăn Tết cứ răng răng.